Cái lần đó em có sợ không? Dạ cũng sợ. Gần cả tuần mới được. Tại vì em vừa tới cái em nó hơi đau quá. Con gái. Con gái. Với em run nữa. Con trai mình có gì đâu mà sợ. Mình sáng em nhìn chị em nói con trai mình. Đừng ông ấy ra. Đặng Văn Bảo. Em làm tóc. À làm tóc hả? Dạ. Dạ em 33 tuổi. Trời sao trẻ quá. Quá trẻ luôn. Có ai nói là em trẻ quá nhiều so với tuổi không? Dạ có. Nhiều lắm. Từ tiệm tóc mà quen được vợ em đó. Dạ. Ví dụ như tóc anh gì nè, có kiểu nào làm cho đẹp không? Tóc anh bây giờ mà phải làm là phải chảy hai máy mới được. Thế mà đợi tóc giả. Đợi tóc giả mà hai máy mới được. Đó, cắt cho có cảm giác vậy đó. Thôi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyễn Yến Vi, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là buôn bán online với nội trợ ở nhà. Chuyện tình của hai đứa làm sao nè? Là hồi xưa chồng em làm ở gần nhà của em. Để tóc dài nè, y như HKT hồi xưa vậy đó. Mà hot hồi đó lắm chị. Mấy em học sinh này kia đi ra đi học, đi về là kêu anh Bảo đứng mà vẫy tay, vẫy tay. Giống như là người nổi tiếng vậy. Mấy học sinh luôn. Học sinh nhỏ nhỏ không? Xong cái thời gian đó giàu xin số điện thoại làm quen nữa. Vậy là bạn này lúc đó cũng học sinh đúng không? Dạ, sao? Dạ con học sinh. Thì cũng giống y như là các bạn dạ, học sinh rồi, kia dạ. Là rất là ngưỡng mộ anh này. Dạ đúng chị không? Thấy để tóc dài mà mình nói nè, chắc ông này ông bê đê quá, anh trai gì đâu mà để tóc dài thòn. HKT mà. Rồi ai cua ai? Ba chị em chơi chung thì có một chị đó có số của chồng em. Cái nhắn tin làm quen trước, xong rồi truyền số điện thoại qua, truyền cho một chị kia, rồi chị kia cũng nhắn tin cho anh này, rồi quen anh này trước. Quen xong rồi chia tay xong chị đó đưa số cho em. Coi như là nhà của ba chị em là em hốt hết luôn hả? Ở đầu xóm, cuối xóm. Em quen với chị đầu xóm. Xong cái đầu chị đầu xóm truyền cho chị giữa xóm chị giữa xóm truyền cho chị gần cuối xóm. Rồi. Cuộc đời thằng nhỏ có truyền qua tay người này qua tay người nọ vậy trời. Nói chung là do em dân dưới quê lên những cái thành phố bị lừa gạt á vậy. Dù dỗ đó. Rồi tao truyền tới bà này là bà nắm cứng ngắc luôn. Lúc nào cũng đi ngang qua tiệm em mà bé tóc ngốm trời mà ngố thì vừa. Mà nhìn xấu lắm á. Xấu mà đen nữa anh. Trời con gái gì đâu mà thành phố gì mà còn thua dân quê nữa. Nói thiệt thì có xấu giống như bây giờ không? Không, bây giờ thì đẹp rồi. Rồi sau đó thì như thế nào? Em lúc đó do em quen nhiều quá nên em không có chủ động. 2-3 tháng sau á, nhà này có bà ngoại mắt á, xong em đi ra thấy chị này khóc. Rồi cái đầu em mới nhắn tin chia buồn. Thời gian đó là mới quen đó. Quen cũng nhà cống chở lắm. Tóc thì để thiệt dài, hai bông tai thì bấm 2-3 lỗ. Mẹ với ba hỏi là con quen cái thằng đó nhìn không biết con trai hay con gái nữa, không biết cái thằng hay cái con. Tóc dài để bông rồi đúng không? Mà nhiều khi em nhìn lại cái tấm hình em mà còn nghĩ mình không biết là gái trai hay gái nữa. Cái thời gian đó là cái vấn đề đó có phải là cái rào cản đi cho hai đứa mà dạ, quen đúng với nhau rồi. Với lại một phần em còn đi học á, xưa ba mẹ cấm dữ lắm, quen 5 năm là cấm đủ 5 năm luôn. Lúc đó là em mấy tuổi? Dạ mới có 15 tuổi rồi. Sợ lắm. Trời đâu dám quen mà cũng sợ, mà chị này thì thương mình quá thì đó. Có nhiều khi mà mẹ cấm nó rất đổi mà cứ tranh thủ thời gian mà có khoảng thời gian phải là nói xạo mẹ vậy ta mua đồ thì xài vậy ta tìm đâu ra lương luôn mà đang ngồi nói chuyện á mẹ đi với sau lưng này cầm chiếc dép phát nó giữ hùng một phát bị sờ quá dạ mất hồn lắm. Có bữa leo xuống chị lầu một á, em đứng ở dưới nè tối hứng mà đứng, em kêu anh ơi anh buông tay đi rồi anh chụp chị vừa buông phát rất luôn vô chậu hoa luôn. Em đứng nhìn cười quá chứ cười lắm. Y chang cái phim mà của MCV sản xuất nè, Hạ Cuối Tình Đầu. Sao mà có phát hiện không? Dạ không. Rồi hai đứa lén nhau đi đâu? Dạ đi đi ăn, chơi, đi ăn uống, đi chơi. Rồi sao mà leo quá đâu cho đi đâu. Dạ. Không, lúc xuống thì dễ rồi, nhưng mà lúc lên thì sao? Thì dạ, đi đường được. Nào về đường đó chứ. Leo lên đỡ. Dạ, cảm lên. Đỡ leo lên. Bên đây nó bở đít lên. Dạ. Phim hoàn toàn cái cảnh y chang vậy luôn á. Dạ. Cho nên đúng rành lắm. Ừ, đi đường nào lên về đường đó. Giờ chỉ còn cái chỗ nóc là chưa thôi đúng không? Cái nóc nhà. Tại vì nhà thành phố không có mái ngói. Dạ, có mái ngói là chỗ mái ngói lên luôn rồi. Cái tình yêu nó mãnh liệt kinh khủng. Dạ, bất chấp hết luôn. Rồi anh nói thiệt nghe, có khi nào ban đêm mà cũng đang leo rào gì đó bị phụ huynh phát hiện không? Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa cảnh đó. Em chỉ sợ công an phường phát hiện. Nhưng mà cái chuyện leo rào này là sau này gia đình biết hết không? Nhưng giờ mà là biết đó, chương trình đó, mẹ đó, sẽ biết. Bây giờ là biết rồi đó. Sắp tới là sẽ biết. Bây giờ là biết rồi đó. Em còn em gái không? Dạ không. À vậy hả? Chứ dạ không em là Út. Út ở trường còn khuyên các bác là cho ban công cao lên. Không có cách gì mà leo xuống được. Rồi ôi. Tới bao lâu thì gia đình mới bắt đầu chính thức cho hai đứa quen với nhau? Tới lúc cưới vẫn ba vẫn còn cấm. Ủa vậy đó hả? Dạ. Sao cưới? Dạ tới lúc cưới là em có em bé có em bé chị, dạ rồi cũng về nói với mẹ cái mẹ nói ba khó lắm á, vợ không biết làm sao nhưng mà bụng thì cứ lớn, thương mẹ lắm, mẹ cứ âm thầm rồi đi đặt nhà hàng xem ngày. Còn trước một tuần á, cái sau ba suy nghĩ lại thôi, giờ con cũng lỡ rồi, nó lợi lựa rồi, lúc đó ba mới chấp nhận. Rồi bây giờ ba mẹ có thương chồng không? Dạ lấy về ba mẹ lại thương chồng, còn chồng con ruột nữa. Hai vợ chồng mà cãi nhau là ba qua ba nói
mình là vợ không được nói gì đó, chồng nói không được cãi cãi. Ồ vậy đó hả? Lấy về làm lo làm ăn á. Mình cũng tin tưởng. Dạ. Em mà đi chơi á, chồng không gọi về mà toàn là ba gọi về thôi. Ba nói sao đi chơi để chồng nhà của mình. Mình quen nhau mấy năm trời mới. 5 năm. Rồi có suôn sẻ không? Có chia tay chia chân được trong thời gian? Có. Cũng có lớn nhất là chia tay một thời gian là chia tay là khoảng 1 năm. Lý do không hợp rồi chia tay, rồi mình cũng tìm người khác, mình tìm hiểu chồng em cũng tìm người khác tìm hiểu, nhưng mà trong cái thời gian chia tay đó thì chồng em vẫn, mặc dù là quen người khác nhưng mà vẫn quan tâm lo lắng em, giống như là anh ơi em đói bụng cái giờ nào, 10 giờ 11 12 giờ đêm, 1 2 giờ sáng em ăn gì là mua qua, rồi bệnh gì rồi cũng mua thuốc, rồi cũng tức là vô hình chung về một khía cạnh nào đó thì cả hai chúng nó đều bắt cá hai tay. Quen nhau lâu quá rồi quá cái gì là giống như mình đổi cái hướng thử coi nó có mình lạ. Thử mình đổi không khí rồi, nhưng cuối cùng là cũng không hợp với không khí biển, trở lại không khí Sài Gòn thôi, đúng không? Lúc đó có không có quen mấy người mà bạn gái á, xong cái kêu anh nặng tình cảm với bạn gái cũ rồi chia tay rồi mà vẫn quan tâm vợ quá nhiều đó. Xong rồi vì lý do đó mà họ bỏ em. Bỏ em. Rồi còn bên đây thì sao? Em cũng cảm thấy chị sau mọi chuyện cái gì mình cũng thấy giống như quen người này, nhưng mà ở nhà có chuyện gì buồn hay là cái gì không, cảm thấy không vô trong lòng cũng nhắn tin chia sẻ tâm sự với ông này hết. Dạ. Thế rồi sau 1 năm thì hai bạn trở lại với nhau. Dạ. Ừ. Nhưng mà trong cái thời gian mà quen đó, trước khi chia tay đó, cái tình cảm trong sáng đúng không? Dạ, trong sáng. Là ngây thơ học trò, dạ, rồi cái nọ đó. Có đi ăn rồi đi về, rồi trốn mẹ đi chơi, trốn ba mẹ đi chơi thôi. Dạ, đó dạ, rồi dạ. Bây giờ quen lại suối em bỏ nhà đi luôn. Thời gian đó là có suối bỏ nhà đi rồi luôn. Có theo không? Dạ, theo luôn. Bỏ nhà đi là nhà đi hai đứa là ấy luôn. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Là lần đầu đúng đó là chuyện đó luôn đó phải không? Là lần đầu luôn đó đúng không? Dạ. Cái lần đó em có sợ không? Dạ cũng sợ. Gần cả tuần mới được. Bởi vì em vừa tới cái em nó hơi đau quá. Còn gái. Còn gái. Với em run. Con trai mình có gì đâu mà sợ. Mình sáng em nhìn chị mà em nói con trai mình. Đừng ông hết á. Càng lộ cái nét đàn ông. Nhưng mà em làm gì để mà em chứng tỏ rằng là em sẽ là người đàn ông của cả cuộc đời của mình? Mình lúc đó thì mình cũng không có cái gì hết. Mình chỉ lấy cái tấm lòng mình ra thôi, chứ quan tâm và lo lắng thôi, chứ còn mà nói tiền bạc hay này kia mình đâu có vớt cái gì đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do tại sao phải trốn theo ảnh? Cấm quá, giờ đi lên anh đi rồi về nói ba má rồi rồi ở chứ không cần gì hết á, chỉ cần thương nhau là được rồi. Thì em cũng viết thư về lại để lại cho ba mẹ. Viết thư là viết sao nè? Con xin lỗi ba mẹ, làm ba mẹ buồn rồi, mà nhưng mà tại tình cảm con chọn rồi, con thương anh Bảo quá nên ba mẹ tha lỗi cho con lần này, rồi bỏ đồ vô ba lô rồi đi. Rồi có nhận được thư của ba mẹ hoặc là có một cái tin tức gì của ba mẹ là dạ ba không mẹ... em khóa điện thoại em thư không nhận đâu, nhận nguyên mẹ tới đâu mẹ, mẹ lên tới nhà chồng nguyên mẹ lên mẹ à mẹ lên tới nhà chồng, dạ, chồng hốt em hốt em về dạ. Hốt vậy luôn, hốt trộn gói. Có bị quýnh không bữa đó? Có bị dạ không? Cái người chồng như vậy chắc không có tật xấu gì đâu ha, 5 năm trời chắc tốt. Dạ. Không ha? Dạ nói chung là chồng em không có cái vấn đề gì là tật xấu nhiều, nhưng mà có cái bài. Đánh cái bài. Gì? Bài bừa á. Bừa bộn giống như cái kiểu là đồ lấy ra cứ chỉ biết kéo tủ ra để đó đó, ai đóng lại đóng lại thôi. Đồ cũng như lấy cái nào ra không được là để đó xíu ai treo lại treo. Bệnh này là bệnh nghề nghiệp tôi biết chắc luôn, ông này ông chủ thợ uống tóc. Chủ thợ. Dạ đúng rồi, chủ. Thành ra là ông có nhân viên, ông có hết á. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Cắt kéo là như giơ cái tay thôi, đưa cái kéo vô tay ổng. Bệnh nghề nghiệp từ 19 tuổi đã làm rồi. Đúng làm nghề tóc dạ, rồi. Rồi bừa bộn nè, cái gì nữa? Bây giờ thì bắt đầu chơi game. Chơi game mà con ngủ kệ con, ba chơi với đồng đội, ba kệ ba. Con em là trai gái? Dạ, một gái một trai. Ồ, đẹp quá. Gái trước rồi. Hay trai trước? Dạ, con gái trước. Trời điểm đó, rồi. Giống nhà anh Bin dễ sợ luôn á. Rồi, còn gì nữa không? Với lại vợ mà giận, vợ nằm, vợ em tức, nhiều khi em tức em cãi nhau á, cái kêu là anh ơi qua đây nói chuyện, không muốn nói gì nói nằm ngủ. Giọng bé này nó cũng êm đềm lắm. Anh ơi em muốn nói chuyện với anh chút xíu. Hồi sáng nay anh gây lộn vậy là em thấy không được đó. Rồi ngủ luôn. Ngủ luôn đó. Đúng luôn. Người đàn ông nhìn như thế này nói chung là cũng lập nghiệp từ trẻ. Vậy thì có xài phung phí không? Dạ không, tiết kiệm cực kỳ luôn. Giống như là làm gì cũng nói thôi, này để dành, sau này làm để dành cho con. Cái gì cũng phải tích góp làm cho con. Tiết kiệm là tốt, nhưng mà trùm sò là khác nha. Yeah. Mà kỹ tính lại là khác nữa nha. Thì chồng em là có ba cái đó luôn. Dạ có kỹ tính. Kỹ giống như là giặt đồ phải không? Đồ mà lem màu một cái thôi là cái đó bỏ không mặc nữa, dù chỉ là một chút xíu nhỏ thôi. Giặt áo mà chị thấy đâu, trời áo mà áo đen mà thành áo màu trắng luôn. Chưa biết giặt đồ nữa. Rồi lúc em ấy về là không biết một cái gì hết. Rồi sẵn đây nè, kể luôn đi, tật xấu của là gì? Tật xấu vậy anh nói chung là cũng nhiều quá không biết kể sao cho hết. Thời không đủ thời gian thôi. Dép đi cà xây. Mà thử mặc đồ thì
bày hầy này kia y như một cái gái dưới quê. Sau này á lấy về phát em chỉ cách ăn mặc sâu á còn hơn em, sợ em sợ luôn. Ra sắm đồ trời ơi, cái tủ mà 2-3 tủ không đủ luôn. Sạch sẽ, bao phải sạch sẽ. Nửa đêm nữa thôi mà em đang ngủ nè, thấy chị ngồi dậy dọn, em tưởng bị mộng du không chứ. Quét nhà lau nhà cái hỏi làm gì mà chứ giờ nó chưa ngủ, kệ ngủ không được. Cái đó không phải tật xấu đâu, nhiều khi ta sanh nở xong ta cái nội tiết tốt ta thay đổi, ta ngủ không được. Thôi cái đó đừng có tật xấu. Cái đó làm cái xấu nè. Mà cái ghen là xấu. Ghen mà ghen, ghen bê đi ống gió luôn đó. Ghen bệnh đúng không? Em đang ngồi ăn chơi, ngồi chơi đó, nói chuyện bình thường, có một đứa con gái đi ngang qua em nhìn thôi là đủ ghen với em là có chuyện rồi đó. Mà ví dụ hồi trước em hay chơi game á, em nhắn tin với mấy đứa ở Hà Nội, con gái ở Hà Nội cũng ghen luôn. Nói chuyện như cái gì? Dạ. Thì bạn bè mà nói chuyện như bình thường thôi. Bạn bè thì kiếm bạn trai đi, đi kiếm bạn trai. Mà toàn gái nói chuyện không có chịu con trai nào nói chuyện ấy. Tại biết sợ em BD. Ghen là đúng rồi, thôi đi. Nhưng mà bây giờ còn không? Đi. Dạ còn luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi luôn nè. Mà muốn thay đổi chị mong là hết ghen. Quá hết ghen hả? Rồi giờ còn em đây, mong muốn thay đổi gì để cho bớt ghen? Chồng em hả? Thôi em thấy vậy là được rồi. Em vợ là thấy em chồng là hoàn thiện nha. Rồi cái gì cũng tốt, cái gì cũng coi như là cũng tuyệt vời, không có tật xấu luôn đúng không? Không có tật gì luôn. Không uống thuốc, không rượu bia, không cái thì đó thì dạ. Có nghĩa là sao? Là vợ rất là yêu chồng, rất là thần tượng chồng. Em phải không phải chỉ là một người chồng mà em còn phải người cha, người anh và người bạn. Đúng. Cho bạn đó lấy lại cái tuổi thanh xuân của bạn, cho bạn được enjoy nè, chứ không chưa gì bạn phải làm mẹ rồi. Tội lắm. Thành ra bây giờ trách nhiệm của em lớn lắm á. Em từ từ em chỉ đi đó. Nếu mà chồng nói cái gì đúng thì mình nghe. Rồi xin chúc hai em cứ mãi như thế này. Hãy tận hưởng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này nha. 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Nghe nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe ráp gặp ông tài xế đẹp trai quá cua ổng luôn nè, đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nha, sao kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em rồi, lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ ảnh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun, rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây, kiểu bịt lại rồi mang giày này nọ nữa. Sao em tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy? thật sự quá đen, người ta làm gì mà không có đen giống giờ đâu, đỏ trắng kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Bởi vì mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ rồi cách nói chuyện ảnh sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng, mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy đó, mình con gái mà còn không bằng. Đây đúng, em đúng, nói mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy. Lần đầu gặp em thấy vợ em là em ấn tượng cái thứ nhất là cao và cái có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Thế thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là phải dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu ý ông này đâu, tại vì tính chất công việc á là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai hoặc là ảnh quên ảnh không làm, mình cứ nhắc mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá mình mắng lại ảnh, mà hỏi mắng sao nó được rồi anh biết rồi hỏi sau này hỏi anh em mắng anh hiểu không, giờ anh em mắng anh còn hiểu nói gì em cho em vui thôi. Là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét cũng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có, trời ơi, trong thời gian đó mắc cười, cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm, thôi em dắt nó đi ăn đi uống đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng mình kệ mà nó bữa rảnh hôm đi uống cà phê xem phim này nọ nha. Ừ đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền mình người tính tiền mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Mà anh hỏi ngay cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ về giới tính đúng không? Vẫn còn anh, tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa em càng nghi ngờ tiền. Nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em
mới nói thẳng: ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy? Ông này ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời? Đứa nào mời đó trả tiền. Chúc quá thật thà. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi mà mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài à. Anh đuổi anh ấy, ông đi về bắt đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về bắt rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về bắt á thì lúc đó mình chịu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống luôn. Dạ. Lúc đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để minh, để em khẳng định được là ảnh không có như vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè: em anh nay đi đâu chơi? Ờ sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đó nha, đi này nha. Em thì không ưng ý thôi em chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ông tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Ờ, vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng rồi: em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ông này không có tấn công mình, không có gì hết. Ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng. Mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ổng mà bóng đúng không? Dạ. Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng thì sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng. Nhưng mà chỉ có những cái là vụ văn hóa, giờ nét văn hóa, giọng nói vùng miền thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy á. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là: con ơi con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước sau bếp xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong ông chồng mới ông nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ông lần đầu dậy sau bếp nói: nè cái mua là cái này nè. Thì em biết cái mua là cái vá để cái vá. Sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là: ờ con ơi con ra lấy cái chén uống rượu đi con. Thì em mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói suy nghĩ đầu: ô có ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy, cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng mới ông biết rồi, ông chạy ra hết gặp cái chén chuẩn bị đi ra. Ông nói: ủa em định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ uống rượu mà em ơi, cái phải cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi, có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm, nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể anh, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay sang em hỏi: bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao anh? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh tính sao? Em tưởng con cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó giờ anh làm gì em? Rồi còn gì nữa nè? Ờ vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Thật xấu của anh là gì? Ổng á là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa ngáy. Trời ơi kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ông ngáy dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè, không biết sao đến sáng rồi cái miệng còn nghe lỗ tai của mình không được. Cái đó không bao giờ mà có thể khỏi được hết. Chỉ giờ không... phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. À. Chồng em là trời ơi, ở giờ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi, để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi đi ngang cái quần, mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi, bụi bay phớt 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 vậy nè. Mình hỏi: ủa anh bận quần nhiêu lâu rồi? Anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở trời sao mới giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy. Mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở coi nào lười tắm không? Có trời ơi, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè: ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp?
ơi vợ ơi, tao có vợ rồi, tao cắt tóc cạo râu chi, mất công cái gái nó theo, mất công tao phải từ chối tụi nó. Trời ơi. Nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xuyên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên, chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ xin tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là ảnh nên bớt vô tư một tí. Đôi khi là biết là ảnh thương gia đình, nhưng mà ảnh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe. Có những cái mà sau này khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai gọi là gần như 10 người thì hết 9 người. Họ không thể nói ra được một cái chữ là mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này. Không nói được, mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy, đàn bà mà yêu bằng lỗ tai. Em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Đó hôn miếng coi nè. Ủa đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói như là yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè. Cạo râu, mình cắt tóc. Mình bớt chơi game nè, mình cạo râu, cắt tóc là không càm ràm. Những cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe. Thôi cái đó thôi, kệ. Mai mốt anh nói thẳng luôn. Điện thoại thẳng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi. Đó, vậy đi. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Em tưởng anh kiểm tra gì chứ. Hả? Gì? Cười là được rồi, đúng không? Thank you.
Rồi quen mình xong rồi. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng. Tiếp theo sau đây mời quý vị dành cao tay cho họ. Đó, đúng không? Là nguyên một cái nhóm tội điện là anh đẹp trai. Không, mình bạn này là miệng
rộng thôi. Nhưng mà với con thì miệng rộng thì xa. Nhưng mà với con thì là cái miệng rộng nó con thấy thích không? Nhưng mà mình sẽ mất đẹp đó. So với những cái anh thợ điểm kia thì sao? Cũng đẹp ngang ngang nhưng mà cũng đẹp đẹp. Không, mà nhiều đứa với con đẹp đẹp. Ờ, không, 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 cái miệng rộng giờ im có nói mà lúc đó là con đen có ốm không hay là coi như là giống như bây giờ là ốm hơn là không vừa là cứ con này bị rồi á như hồi xưa xấu đấy à là mình cũng lại chút xíu về cái nhan sắc còn cái nhan đó với một chút cái cảm nhận lúc nào đi đường cũng quẹt cứ nghĩ mình đẹp á chú cứ lúc nào cũng quẹt mà cũng xấu đấy cả mơ không cái ra nhìn cô cũng nghĩ đẹp mắt cũng thấy rất là đẹp nha mời cậu trang này cũng có chua thì nhỏ nó mò nó đậm cơ trời cái mò đấy chỉ lợi cơ nhé thì thương quá thế là nhìn gặp mắt á là tưởng là nam thần á mở cậu trang nhỏ ủa nhưng mà người ta vậy mà con kêu người ta thằng nhỏ là sao cho công ty con kêu trước nên con muốn con làm chị á con cho tại vì cái ông chú ở trong tôn con này cũng gọi là bạn nuôi á con mới nói con nè Hương ơi ông ơi bảo trì á có cái khi nó ở bên tỉnh nó vô con đem cua cho nó cho bà này con kêu là con nó cua nó cua chi nó cua là nó chịu con nó tặng nó như là nó chịu con nó tặng con nó tặng nó con gì quá rồi còn con sao lúc mà con đi ăn cái chị này là con có người chị hỏi đúng không tại vì con mua là vợ con là chưa mua trong đi làm không làm được nữa thì anh thấy là kêu con nữa là mới đi làm. À, nhưng mà cái lần đầu tiên con thấy cổ á, dạ, có ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ không? Dạ không luôn. Mở khẩu trang ra cũng thấy dị thích luôn á. Dạ tại vì lúc đó là con có bạn gái rồi, đó, có quan tâm với ai hết. Nếu vậy là cái lúc đó là cả hai đều có người yêu hết rồi, cho nên là không có để ý nhau. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Trên lúc đó là mới vào công ty thì con có người yêu rồi xong rồi con đi làm. Con hay cứ đổ cứ kêu ra chơi nước ngoài là cái cổ nước cổ đó nước ngoài cái đời hư nhất là từ kia con chứa nước ngoài không có bao nhiêu lòng luôn cứ ra kêu anh sử dụng nước ngoài nhưng mà con đi ra con sửa thì máy anh có tiền cứ chặt thì nó cất ngoài đầu cái khi nào ra sửa ngoài trước là sau đầu thì con người con tiền cho thầu giờ em sửa rồi em sửa nữa bắt đầu xong em con ra con sửa xong rồi làm xem hướng tiếp lại hơn nữa xong rồi kêu con hay con kêu không chị đi mua nước ngoài khác chị xài đi không em không có sửa nữa mà lúc đó vẫn còn có bạn gái đúng không dạ lúc đó vẫn còn ạ sau đó là bắt đầu là vợ con là cứ dí con đi con đi đâu là cứ dí theo là cứ kêu ra sửa ngoài mà con sửa kêu không mua ngoài khác nhưng mà đủ rồi nó hư hoài sửa thời gian sửa là tại vì tại công ty là làm nhà máy để chuyên là làm còn mấy lớn mà thời gian là làm mấy món có thời gian nó làm bài bỏ con cứ kêu mình đi nước ngoài nó nghe là cắt nghe đi mắc mớ gì cho công ty biết bao nhiêu bị thật biết bao nhiêu người đàn ông không nhờ người ta sửa mà đi nhờ người đàn ông bạn gái được sửa à vừa không là mấy được cô mấy hơi là khi báo thì sửa con kêu mấy anh kia mấy anh kia chế với ông này kêu là em kêu nhỏ nó sửa đi chứ mấy anh là nhỏ có sửa mấy bạn em kêu ông sửa chào chú con kêu ông sửa một lần rồi con kêu bạn anh không kêu bạn thằng nhỏ con kêu em anh ơi sửa với bạn anh chị đi nhé vậy đó nói vậy xem chưa được một lần như cái miếng mạng nó bị sao chứ không hoài luôn giống như con vậy không để sao đây con dí ông chạy tài vì ông chốt con lét không chốt chốt con lét không chưa với con kêu là nếu như mà em muốn xử lý thì đơn thì báo giám đốc là em chốt công việc nha chứ nó dọn với chạy đâu để sao đây ông không có đi ăn xưa nữa cô mới hỏi là em ơi có người yêu chưa không yêu đâu em được ê có người yêu chưa đừng phải dọn nó mà chạy nha để xem cái em có được chạy để ông thấy câu là con nói là thường là mấy cái người mà có người yêu rồi chứ ít hay nói là có người yêu đấy bạn nào này chứ là có người yêu rồi cũng là một người đấy chưa có sẹo á sẹo con thì con nghĩ là thường là mấy cái người có người yêu rồi chứ còn con biết không có người yêu rồi mà con chặt không con nói là mấy người có người yêu rồi người ta nó có người yêu rồi thì một ngày kiểu như là người ta thiệt hà á chấp nhận là mình có người yêu rồi ấy chứ chẳng nhận là không dám nhận có người yêu đâu cứ thua thêm bồ vậy đó
từ đó con có cảm thấy không hỏi cùng có bộ mà có bộ đang có bộ thôi luôn đang có bộ có nghĩa là chỉ muốn chọc thôi đúng không có kẹo thôi đúng không dạ, tại vì là con biết người mình bệnh con đấy cho nên là con cố tình không chọc con cũng biết người mình bệnh mà sao con đi con có hai người mình bệnh không với lại từ quê con thấy tội mấy lần từ quê vậy á rồi tới khi nào có kể tới cái giai đoạn hai đứa cùng bỏ bộ rồi sắp lại với nhau đi hồi đó nghe chạy sợ cái con đi cũng con đem tấm hình lên Facebook này con bệnh tóc chúng ta chia tay còn chưa